Chào mấy chào quý phụ huynh và các em học sinh Ở video này chúng ta cùng nhau tìm hiểu chương 2 bài 1 xuống nguyên âm và các hợp hợp các số nguyên Sa ba hôm nay lạnh quá, nhiệt độ có thể xuống âm 3 độ C Âm 3 độ C nghĩa là gì ạ? Thì ông bố nói với đứa con là Hôm nay lạnh quá, nhiệt độ có thể xuống âm 3 độ C nhưng mà cậu bé này chưa hiểu âm ba độ c nghĩa là gì các bạn cũng vậy đúng không thì bài này chúng ta sẽ tìm hiểu là âm ba độ c nghĩa là gì một nhỏ làm quen với số nguyên âm a à, quan sát nhiệt kế trong hình a đây, nhiệt kế trong hình a đây hãy đọc các số chỉ nhiệt độ độ c ở trên mật số 0 đây là mật số 0 này các bạn. Tôi bảo mình là đọc các số chỉ nhiệt độ trên mật số 0 là mình thấy nè là 10 độ, 20 độ, 30 độ, 40 độ, 50 độ. Hãy cho biết các số chỉ nhiệt độ dưới mật số 0 mang dấu gì? À, nó mang dấu dấu trừ. Ở đây các bạn có thể thấy là trừ 10 độ, trừ 20 độ, trừ 30 độ. B. Quan sát hình B. Em thấy các bậc thang có độ cao mang dấu trừ thì nằm ở trên hay ở dưới mực nước biển. Đây là mực nước biển này các bạn. Mực nước biển màu xanh. Người ta hỏi mình là các bậc thang có độ cao mang dấu trừ thì nằm ở trên hay ở dưới mực nước biển. Mình thấy là trừ 1 là dành cho bậc thang này. Trừ 2 là dành cho bậc thang này. Trừ 3 tương tự như vậy. Thì mình trả lời là các bậc thang có độ cao mang dấu trừ thì nằm bên dưới mực nước biển nha bên dưới mực nước biển mực nước biển đây nằm ở dưới có nghĩa là qua hai ví dụ này chúng ta có thể thấy là những cái số mà mang dấu trừ thì nó ngược lại với những số bình thường số tự nhiên chúng ta học ví dụ như là nhiệt độ trên không và dưới không còn đây là mực nước biển thì ở trên là trên cao còn dấu trừ thì chúng ta thấy là nó ở dưới thấp nha, nơi dưới cái mực nước biển. Câu C, hãy cho biết những phép tính nào sau đây không thực hiện được trên tập hợp số tự nhiên. 4 cộng 3 bằng, bằng 7, ok, thực hiện được. 2 cộng 5 bằng, bằng 7 luôn, thực hiện được. 4 trừ 3 bằng, bằng 1, thực hiện được. 2 trừ 5 bằng, bằng bao nhiêu các bạn? Mình không thực hiện được, nha. Mình không thực hiện được cái phép trừ này trong tập hợp số tự nhiên. Nói đầy đủ là mình không thực hiện được phép trừ này trong tập hợp số tự nhiên. Đó là lý do vì sao mà chúng ta phải mở rộng tập hợp số tự nhiên ra. Ta thấy phép cộng hai số tự nhiên luôn thực hiện được và cho kết quả là một số tự nhiên. Còn phép trừ hai số tự nhiên không phải luôn luôn thực hiện được. Chẳng hạn 3 trừ 4 chúng ta không trừ được. 2 trừ 5 chúng ta không trừ được điều này khiến người ta phải tìm cách bổ sung thêm các loại số mới và đó là lý do của bài học hôm nay chúng ta sẽ học thêm số mới trong đời sống để biểu diễn nhiệt độ dưới không độ độ cao dưới mực nước biển để thực hiện được phép trừ hai số tự nhiên vân vân người ta cần sử dụng một loại số mới đó là số nguyên âm Số nguyên âm được ghi như sau trừ 1 trừ 2 tr- 3 vân vân và được đọc là âm1 âm -2 âm3 vân vân hoặc là mình đọc là trừ 1 trừ 2- trừ 3 Nha. ví dụ 1, nước bắt đầu đông đặc ở nhiệt độ 0 độ C viết là 0 độ C các nhiệt độ của như 1 độ dưới 0 độ C, 2 độ dưới 0 độ C, 3 độ dưới 0 độ C, vân vân Lần lượt được viết là trừ 1 độ C, trừ 2 độ C, trừ 3 độ C. Có nghĩa là trừ 1, trừ 2, trừ 3 là nhiệt độ mà dưới 0 độ C, dưới 1 độ, dưới 2 độ, dưới 3 độ. Và được đọc là âm 1 độ C, âm 2 độ C, âm 3 độ C, vân vân hoặc cũng có thể đọc là trừ 1 độ C, trừ 2 độ C, trừ 3 độ C. Vâng vâng. Thực hành 2. Hãy đọc các số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới 0 độ C sau đây. À, chúng ta đọc là âm 4 độ C, âm 10 độ C, âm 23 độ C. Hoặc mình có thể đọc là trừ 4 độ C, trừ 10 độ C, trừ 23 độ C. Hai nhỏ tập hợp số nguyên. Ta đã biết N gồm các phần tử 0, 1, 2, 3, vân vân là tập hợp các số tự nhiên. N này các bạn. Thì viết tắt của từ là natural number. Natural number. Còn Z bằng âm 3, âm 2, âm 1, 0, 1, 2, 3, vân vân Là trước đây cũng có 3 chấm, có nghĩa là âm 4, âm 5, âm 6 nha các bạn. Là tập hợp bao gồm các loại số này. Đó, theo các bạn là Z này là tập hợp bao gồm các loại số nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu Z là tập hợp À, nha các số tự nhiên khác không được gọi là các số nguyên dương các bạn nhớ nha các số tự nhiên khác không còn được gọi là các số nguyên dương đây đây là các số tự nhiên còn các bạn này là một hai ba trở đi chúng ta gọi là số nguyên dương khác không nha các bạn số nguyên dương có thể được viết là cộng một cộng hai cộng ba cộng bốn cộng năm vân vân hoặc thông thường bỏ đi dấu cộng và chỉ ghi là 1, 2, 3, 4, 5, vân vân Các số âm 1, âm 2, âm 3, vân vân là các số nguyên âm. Đó, có nghĩa là những cái số này chúng ta gọi là số nguyên dương. Còn những cái số này chúng ta gọi là số nguyên âm. Khác không nha. Số 0 không phải là số nguyên âm và cũng không phải là số nguyên dương. À, câu này các bạn chú ý câu này hay hỏi trong những câu trắc nghiệm nè số 0 không phải là số nguyên âm và cũng không phải là số nguyên dương hiểu nôm na là số 0 không phải là số âm cũng không phải là số dương số 0 rất là đặc biệt các bạn tập hợp gồm các số nguyên âm số 0 và các số nguyên dương gọi là tập hợp số nguyên đó tập hợp mà gồm số nguyên âm số 0 và số nguyên dương gọi là tập hợp số nguyên đó này các bạn đây là số nguyên âm này số 0 này và đây là các số nguyên dương này đó tập hợp gồm các số nguyên âm số 0 các số nguyên dương chúng ta gọi là tập hợp các số nguyên và ta ký hiệu tập hợp số nguyên là z có nghĩa là z một số thầy viết như thế này một số thầy viết như thế này đó từ z này là xuất phát từ tiếng đức các bạn là viết tắt của từ là zahlen à, tiếng đức nha zahlen từ z này tiếng đức từ này có nghĩa là number à, hay nói khác là là số từ z này còn từ natural number là viết tắt là n, còn từ z này viết tắt từ ra lên. Từ tiếng Đức nha. Như vậy ta có z là tập hợp gồm các phần tử. Ở đây người ta chấm chấm có nghĩa là còn nữa nha các bạn. Âm 4, âm 5, âm 6 còn nữa nha. Nó tiến về hai đầu luôn. Ví dụ 2, ta có âm 9 thuộc z. Đúng rồi, ở đây tiếp theo là âm 4, âm 5, âm 6, âm 7, âm 8, âm 9. Có nghĩa là âm 9 thuộc z. Rồi số 3 cũng thuộc Z, đây số 3 thuộc Z. Số 0 cũng thuộc Z, số 0 này vẫn thuộc Z nha. Thực hành 2. Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai, hãy phát biểu lại cho đúng. 4 âm 4 thuộc Z. Đúng rồi, âm 3 ở đây thì âm 4 ở đây, âm 4 thuộc Z. Câu này là đúng rồi các bạn. Đúng. 5 thuộc Z. Đúng rồi, 3 4 5, 5 thuộc Z. Nha, đúng không thuộc Z đúng luôn đây không thuộc Z đúng âm 8 thuộc tập hợp số tự nhiên à câu này sai các bạn số tự nhiên là tập hợp các số là 0 1 2 3 4 5 6 à, không có số âm trong này cho nên là câu này sai sửa lại là âm 8 không thuộc số tự nhiên là đúng ha. À. hoặc là các bạn có thể sửa lại là âm 8 thuộc Z à, đúng e 6 thuộc số tự nhiên 6 thuộc tập hợp số tự nhiên, à câu này đúng các bạn Và 0 thì thuộc tập hợp số tự nhiên, câu này đúng luôn, à, đúng luôn Trong thực tế ta thường dùng số nguyên để biểu thị các đại lượng có hướng ngược nhau Ta thường dùng số nguyên để biểu thị các đại lượng có hướng ngược nhau, chẳng hạn Số nguyên âm thì chúng ta biểu thị là nhiệt độ dưới 0 độ C, nguyên âm 0 độ C tiền lỗ số tiền lỗ còn số nguyên dương thì chúng ta biểu thị nhiệt độ trên 0 độ C hoặc là số tiền lãi còn nữa nha các bạn số nguyên âm biểu diễn số tiền nợ thì số nguyên dương sẽ ngược lại là số tiền có số nguyên âm biểu diễn độ cận thị thì số nguyên dương sẽ là độ viễn thị số nguyên âm biểu diễn thời gian trước công nguyên trước công nguyên thì số nguyên dương sẽ biểu diễn thời gian công nguyên thì chúng ta hiểu là thời gian sau công nguyên các bạn còn số nguyên âm biểu diễn độ cao dưới mực nước biển thì số nguyên dương biểu diễn độ cao trên mực nước biển mình thấy là qua cái bảng này mình thấy là số nguyên âm và số nguyên dương nó ngược nhau ví dụ 3 khi đo đạt độ cao hay thấp của các nơi trên trái đất Người ta thường quy ước mực nước biển là 0m. Thông thường người ta lấy mực nước biển là chuẩn đó các bạn, 0m. Đỉnh núi Bà Đen ở Tây Ninh cao hơn mực nước biển 986m. Vậy độ cao của núi Bà Đen là 986m. Một chiếc tàu ngầm đang ở vị trí thấp hơn mực nước biển 20m. Thì lúc này chúng ta nói độ cao của tàu ngầm lúc này là âm 20 m à, do mực nước biển là không đây là thấp hơn mực nước biển cho nên là mình nói là độ cao của tàu ngầm là âm 20 m hay tàu ngầm đang ở độ sâu 20 m thực hành 3 hãy nói độ cao hoặc độ sâu của các địa danh sau đỉnh Phan Xipang cao 3143 thì chúng ta nói là độ cao của đỉnh băng là 3.143m người ta ghi là đáy vịnh Cam Ranh âm 32m thì mình hiểu là độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là âm 32m hoặc là mình nói là độ sâu của đáy vịnh Cam Ranh là 32m đó nha toàn chú ý hai cách đọc như vậy người ta cho là đỉnh Everest cao 8.848 m thì mình nói là độ cao của đỉnh Everest là 8.848 m đáy khe Mariana là âm 10.994 m thì mình có hai cách nói chúng ta có thể nói là đáy khe Marina Mariana cao âm 10.994 mét. Cách nói thứ hai là mình nói là đáy khe Mariana sâu 10.994 mét. Đó. Nếu mình nói độ sâu thì mình bỏ dấu trừ đi. Còn nếu mình nói độ cao thì chúng ta thêm dấu trừ vào. Tương tự như vậy, đáy sông Sài Gòn cao âm 20 m Hoặc là mình nói là đáy sông Sài Gòn sâu 20 m các bạn chú ý nha. Sau thì chúng ta bỏ dấu trừ đi. Còn mình nói cao thì mình phải thêm dấu trừ vô. Để cho người ta hiểu rằng là đó là độ sau. Vận dụng. Mẹ Lan bán rau ở chợ. Lan giúp mẹ ghi số tiền lãi, lỗ hàng ngày trong một tuần như sau. Ngày 3 tháng 9, tiền lãi hay lỗ. Ngày 3 tháng 9 là lãi 200.000 đồng. Ngày 4 tháng 9 là lỗ 50.000 đồng. Thì mình đọc như sau người ta bảo mình là hãy nêu các số nguyên chỉ số tiền lãi lỗ mỗi ngày trong một tuần thì mình nói là ngày 3 tháng 9 lãi 200.000 đồng ngày 4 tháng 9 lãi âm 50.000 đồng ngày 5 tháng 9 lãi 180.000 đồng ngày 6 tháng 9 lãi âm à, ở đây lãi rồi thì mình không âm nữa ngày 6 tháng 9 lãi 90.000 đồng Ngày 7 tháng 9 lãi âm 80.000 đồng. Ngày 8 tháng 9 lãi 0 đồng. Hòa vốn có nghĩa lãi 0 đồng. Và ngày 9 tháng 9 lãi 140.000 đồng. Đó thì lãi mà âm bao nhiêu đó. Ví dụ như là lãi âm 50.000 đồng. Thì chúng ta hiểu là lỗ. Nha. B. Một nhà giàng DK1 trên vùng biển Đông của Việt Nam có 3 tầng trên mặt nước và 3 phần hệ thống chăn đỡ có độ cao như sau. Nhà dàn này là dạng khoan đó các bạn, ở ngoài biển để mà khoan dầu đó. Bộ phận nhà dàn là mình có các bộ phận là phần đỡ 3, chăn đỡ, phần đỡ 2, chăn đỡ, phần đỡ 1, chăn đỡ, tầng 1, tầng 2, tầng 3 và độ cao. Người cho là phần này thì dưới mực nước biển 15 m, phần này thì dưới mực nước biển 9 m tương tự như vậy dưới mực nước biển 4m thì bảo chúng ta là hãy nêu các số nguyên chỉ độ cao của mỗi bộ phận nhà dàn chỉ độ cao các bạn chú ý nha chỉ độ cao thì mình nói là bộ phận nhà dàn phần 3 chân đỡ phần 3 chân đỡ cao âm 15 m đó cao âm 15 m còn bộ phận nhà dàn phần 2 chân đỡ cao âm 9 m đó cao âm 9 m là người ta hiểu là sâu 9 m hoặc là 9 m dưới mực nước biển tương tự như vậy là bộ phận nhà dàn phần 1 chân đỡ cao âm 4 m được chưa âm 4 m các bạn cứ nói là à cao âm 4 m là người ta hiểu là 4 m dưới mực nước biển bộ phận nhà dàn tầng 1 cao 8 m tầng 2 cao 18m và tầng 3 cao 25m và các bạn chú ý nha khi chúng ta nói độ cao mà chúng ta thêm dấu trừ vào thì người nghe mặc định hiểu là lúc này là sâu 15m cao âm 15m bằng với lại sâu 15m nha chúng ta qua ba nhỏ biểu diễn số nguyên trên trục số thì đây đây gọi là trục số em hãy vẽ vào vở theo hướng dẫn sau thứ nhất là vẽ một đường thẳng nằm ngang trên đó đánh dấu các điểm cách đều nhau như trong hình thì bài này thầy sẽ lấy tờ giấy có kẻ ô ly làm cho nó dễ nha đây các bạn em hãy vẽ một đường thẳng nằm ngang. Chúng ta vẽ một đường thẳng nằm ngang. Trên đó đánh dấu các điểm cách đều nhau. Như trong hình, mình đánh dấu các điểm cách đều nhau. Ok chưa? Yeah. chọn một điểm để ghi số 0 và gọi đó là điểm 0. Gọi một điểm để ghi số 0, ví dụ như là điểm này. Điểm này để ghi số 0 và gọi là điểm 0. Các điểm bên phải điểm 0 biểu diễn các số nguyên dương và được ghi là 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, vân vân. Các điểm bên trái điểm 0 biểu diễn các số nguyên âm và được ghi là âm 1, âm 2, âm 3. Âm 1, âm 2, âm 3, âm 4, âm 5. Chẳng hạn, để ghi số 3, ta di chuyển 3 vạch về bên phải số 0. Số 3, mình di chuyển 1, 2, 3. Để ghi số âm 4, ta di chuyển 4 vạch về bên trái số 0. 1, 2, 3, 4 và âm 4. Đó. Thì các bạn thấy là số âm và số dương nó khác nhau như thế nào. Số dương thì bên phải, số âm thì bên trái. Người ta biểu diễn các số nguyên như trong hình dưới đây. Và đây là người ta biểu diễn các số nguyên. Hình biểu diễn các số nguyên như trên gọi là trục số. Chúng ta gọi cái này là trục số nha, tên gọi cái này là trục số. Điểm 0 được gọi là điểm gốc của trục số, đây là điểm gốc của trục số. Chiều từ trái sang phải gọi là chiều dương. Chiều từ phải sang trái gọi là chiều âm của trục số. Các bạn chú ý nha, đây là những quy ước nên chúng ta phải nhớ. Trái sang phải thì chúng ta gọi là chiều dương, còn phải sang trái mình gọi là chiều âm. Thì đúng ra thì phải có một cái mũi tên ở đây mới đúng các bạn mà thầy không hiểu sao là, là các thầy viết sách lại không có thêm cái mũi tên này vào. Bởi vì mũi tên này nói cho chúng ta rằng là còn nữa các bạn, còn nữa. 5 6 8 9 10 11 12, vân vân còn nữa. Thì tương tự như vậy, ở đây cũng vậy, Âm -1 âm -2 âm -3 âm -4 âm -5 âm -6 âm -7 âm -8 âm -9 âm -10 âm vân vân còn nữa đúng không? Cho nên là nếu thầy là người viết sách thì thầy sẽ thêm cái mũi tên này vào nữa mới hợp lý mà thôi bây giờ sách giáo khoa viết à, không có thì các bạn cũng vẽ không có nha cho nó đồng loạt vậy thôi bởi vì cái gọi là quy ước rồi mà quy ước thì tất cả chúng ta đều phải tuân theo điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a à, chú ý nha điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a có nghĩa là đây là điểm biểu diễn số 2 trên trục số chúng ta gọi là điểm 2. Đây là điểm biểu diễn số nguyên âm 4 trên trục số và chúng ta gọi đây là điểm âm 4. Quy ước thôi. Ví dụ 4, các điểm ABC ở hình dưới đây biểu diễn số nguyên nào? A, B, C biểu diễn số nguyên nào? Thì mình thấy nè, ở đây là 0, 1, 2 thì đây sẽ là 3 4 5 6 được chưa? Còn ở đây là 0 âm 1 thì đây là âm 2, âm 3, âm 4, âm 5 thì đây là âm 6. Đó, đó là mình hiểu. Còn bây giờ mình trả lời. Điểm A biểu diễn số âm 6. Điểm B biểu diễn số âm 2. Và điểm C biểu diễn số 3. chúng ta qua thực hành 4. Hãy vẽ một trục số rồi biểu diễn các số âm 1, âm 5, 1, 5, âm 4 trên trục số đó. Hãy vẽ một trục số. Đây. Đây là trục số của chúng ta nên là không này không là góc nha các bạn Đó, đây là trục số của mình người ta bảo mình là biểu diễn các số âm một âm năm âm thì bên trái nha các bạn âm thì bên trái âm một âm hai âm ba âm bốn âm năm rồi các số một năm một thì bên phải ha số dương thì bên phải không thì 1 đây 2, 3, 4, 5 Tiếp theo là âm 4 Âm 4 là bên trái ha. 1, 2, 3, 4 Đây âm 4 Âm 4 là từ 0 Chúng ta tiến về bên trái 4 đơn vị Còn 5 là số dương Nên ta tiến về bên phải 5 đơn vị từ số 0 Rồi chúng ta xong thực hành 4 Ta cũng có thể vẽ trục số thẳng đứng Như trong hình bên mình cũng có thể vẽ trục số thẳng đứng đây các bạn, trục số thẳng đứng này các bạn, à, trục số thẳng đứng này. khi đó chiều từ dưới lên trên là chiều dương, chiều từ dưới lên gọi là chiều dương, còn chiều từ trên xuống dưới là chiều âm của trục số, chiều từ trên xuống là chiều âm. nè, đây là những quy ước thôi các bạn, chứ không có gì là hiểu chứ không hiểu cả. quy ước thì mình cố gắng mình nhớ, từ trái sang phải là chiều dương, từ phải sang trái là chiều âm, còn trục số thẳng đứng đó, từ dưới lên trên là chiều dương từ trên xuống dưới là chiều âm nha bốn nhỏ số đối của một số nguyên người ta cho mình một cái trục số như thế này người ta hỏi mình là trên trục số mỗi điểm âm sáu sáu cách điểm không bao nhiêu đơn vị bao nhiêu đơn vị các bạn thì trên trục số mình quy ước là khoảng cách giữa hai vạch này là một đơn vị. Ok chưa? Khoảng cách giữa hai vạch là 1 đơn vị. Như vậy thì điểm âm 6 đây. 1 đơn vị, 2 đơn vị, 3 đơn vị, 4 đơn vị, 5 đơn vị, 6 đơn vị. Như vậy thì mình nói là âm 6 cách điểm 0, 6 đơn vị. Tiếp theo điểm 6 thì sao? Điểm 6 này. 1 đơn vị, 2 đơn vị, 3, 4, 5, 6. Mình trả lời là điểm 6 cách điểm 0 6 đơn vị, được chưa? 6 đơn vị. Có nghĩa là trên trục số mình thấy là điểm âm 6 và điểm 6 thì cách đều điểm 0. Tương tự như vậy, điểm âm 10 và điểm 10 cũng cách đều điểm 0 nha. Và từ đó, chúng ta đi đến khái niệm hai số nguyên trên trục số nằm ở hai phía của điểm 0 và cách đều điểm 0 được gọi là hai số đối nhau. Đó, chú ý nha. Hai số nguyên trên trục số nằm ở hai phía của điểm 0 và cách đều điểm 0 được gọi là hai số đối nhau. Ví dụ số 6 và số âm 6 là hai số đối nhau. Nha. Thì mình nói là 6 là số đối của âm 6. Và chúng ta cũng có thể nói là âm 6 là số đối của 6. Ví dụ, thầy với em là đối thủ của nhau. Thì mình có thể nói là thầy là đối thủ của em. Hoặc là mình có thể nói là em là đối thủ của thầy. À, vậy thôi ha. Còn thầy và em là hai đối thủ của nhau. Tương tự như vậy. Một sẽ là số đối của âm 1. Hoặc là mình có thể nói là âm 1 là số đối của 1. Hoặc là mình nói là âm 1 và 1 là hai số đối của nhau nha là hai số đối nhau âm 10 và 10 là hai số đối nhau từ đây mình có một cái chú ý mình thấy nè số 6 là dương thì số đối của nó sẽ là số âm số 1 là dương thì số đối của nó sẽ là số âm còn âm 6 là âm thì số đối của nó sẽ là số dương âm 1 là số âm thì số đối của nó sẽ là số dương từ đó chúng ta có một cái chú ý là số đối của một số nguyên dương là số nguyên âm số đối của một số nguyên âm là một số nguyên dương và số đối của số 0 là 0 luôn nè. bởi vì khoảng cách từ 0 đến số 0 là 0 này là quy ước thực hành 5 tìm số đối của mỗi số sau có nghĩa là mình nói là số đối của số 5 sẽ là số âm 5 số đối của số âm 4 thì sẽ là số, số 4 số đối của số âm 10 sẽ là số 10 số đối của số 2020 sẽ là số âm 2020 đó vì quy ước về số đối thì những cái số này ví dụ như số âm 4 và số 4 hai số này nó sẽ cách đều số 0 số 5 và số âm 5 cũng hai số cách đều số 0 số âm 10 và số 10 cũng là hai số cách đều số 0 và số 2020 và số âm 2020 là hai số cách đều số 0 mục nhỏ dùng số nguyên thích hợp để diễn tả các tình huống sau. A. Thưởng 5 điểm trong một cuộc thi đấu. Thì thầy trình bày trong này luôn nha. Thưởng 5 điểm trong một cuộc thi đấu thì số nguyên thích hợp để diễn tả sẽ là cộng cho 5. Thưởng 5 điểm. Bớt 2 điểm vì phạm luật. Ngược lại với thưởng là bớt. Bớt thì chúng ta trừ đi 2 là âm 2. Tăng một bậc lương do làm việc hiệu quả. Tăng là cộng 1. Hạ ngược lại nha. Tăng ngược lại với hạ. Hạ hai bậc xếp loại do thi đấu kém. Hạ thì chúng ta biểu diễn là âm. Âm 2 ha. Đó. Thì số nguyên thích hợp để diễn tả các tình huống đó. Thì các bạn làm các bạn cũng ghi như vậy. Các bạn ghi là thưởng 5 điểm trong một cuộc thi đấu 2 chấm cộng 5 bớt 2 điểm vì phạm luật 2 chấm trừ 2 tăng một bậc lương do làm việc hiệu quả 2 chấm cộng 1 hạ hai bậc xếp loại do thi đấu kém 2 chấm là trừ 2 hạ là trừ 2 câu 2 các phát biểu sau đúng hay sai câu A chính thuộc tập hợp các số tự nhiên thì biết rằng là tập hợp các số tự nhiên là tập hợp gồm các phần tử là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vâng vâng, đúng không? Cho nên là 9 thuộc tập hợp số tự nhiên là mình nói là câu A, đúng. Câu B, âm 6 thuộc tập hợp số tự nhiên. Thì số tự nhiên là các số 0, 1, 2, 4, 5, 6 là không có âm 6 trong này. Cho nên câu này các bạn nói là sai. Câu C là âm 3 thuộc Z. Z là tập hợp gồm các số là vân vân vân. Âm 3, âm 2, âm 1, 0, 1, 2, 3, vân vân. Được chưa? Cho nên là âm 3 thuộc Z câu này đúng. 0 thuộc Z đúng luôn. Số 0 này thuộc Z đúng. 5 thuộc Z đúng luôn. Z này các bạn. Z là tập hợp các số là vân vân vân. Âm, âm 3, âm 2, âm 1, 0, 1, 2, 4, 5. Cho nên là câu này đúng. 20 thuộc số tự nhiên. Đúng luôn các bạn là một số tự nhiên là các số 0, 1, 0, 6, 7, 8, 9, 10, vân vân tới số 20 luôn đúng không? Cho nên là đây là đúng. Như vậy thì đúng hết chỉ có mỗi câu B là sai thôi các bạn. Rồi mình qua câu 3. Số nguyên nào thích hợp cho các ô trống sau? Mình thấy nè, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Thì số này sẽ là số số 1. Được chưa đó còn ở đây là số 0 này, âm 1, âm 2 thì đây sẽ là âm 3. Âm 4, âm 5, âm 6, âm 7. Đó. Tiếp theo câu C. Âm 8, âm 7, âm 6, âm 5, âm 4, âm 3, âm 2, âm 1. Thì đây là 0, 1, 2, 3, 4. Thì đây sẽ là số 0. 0, âm 1, âm 2, âm 3, âm 4, âm 5, âm 6, âm 7. Thì đây sẽ là âm 8. Thì các bạn ghi vào vở thì các bạn ghi như sau. Mình ghi là câu A là số 1, câu B là số âm 3, câu C là số 0 và câu D là số âm 8. Vậy thôi. Câu 4. Vẽ một đoạn của trục số từ trừ 10 đến 10. Biểu diễn trên đó các số nguyên sau đây thì thầy sẽ lấy giấy kẹo ly nha người ta bảo mình là vẽ một đoạn của trục số từ trừ 10 đến 10 Rồi bây giờ mình sẽ đi biểu diễn nha các bạn. Đây là số 0 thì hợp lý nè. Thì cái trục số là dài vô tận đúng không các bạn? Cho nên là chúng ta không thể nào vẽ hết được cái trục số. Đó là lý do để nói là vẽ một đoạn của trục số. Nha, vẽ một đoạn của trục số. Các bạn nhớ mũi tên nha, mũi tên bên này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn nè cộng 5 số 0 này số 0 mình ghi trước ở đây đó thì lấy số 0 là trung tâm nha số 0 này chúng ta vừa biểu diễn cái điểm 0 rồi cái điểm dương 5 thì chúng ta đếm về bên phải 1 2 3 4 5 đây là điểm dương 5 điểm âm 4 có nghĩa là biểu diễn cái số nguyên âm 4 chính là cái điểm âm 4 trên này thì âm thì chúng ta về bên trái âm 1 âm 2 âm 3 âm 4 âm 4 của chúng ta nằm đây. Tiếp theo là âm 7. Âm 4 đây thì âm 5, âm 6, âm 7 đây. Âm 8, âm 7 thì âm 8 kế đó ha, à, âm 8. Số 2, số 3, số 9. 0 1 2. Số 3, 2 đây thì 3. Rồi số 9. Đây là 5 này, 6 7 8 9, số 9 đây. Và âm 9, âm 9 thì về bên trái đúng không các bạn? Này, âm 4, âm 5, âm 6, âm 7, âm 8, âm 9 âm 9 của chúng ta nằm đây đó, thì chúng ta vừa làm xong câu 4 chúng ta qua câu 5 hãy vẽ một trục số rồi vẽ trên đó những điểm nằm cách điểm O hai đơn vị à điểm không các bạn hãy vẽ một trục số rồi vẽ trên đó những điểm nằm cách điểm không hai đơn vị điểm không chứ không phải điểm o nha các bạn hãy vẽ một trục số đây trục số của chúng ta đây trục số thì có góc bây giờ chúng ta sẽ vẽ trên đó những điểm nằm cách điểm o hai đơn vị những điểm nằm cách điểm O2 đơn vị là hai điểm này đúng không các bạn? Hai điểm này nè. Đó, đó là điểm 2 và điểm bên trái là điểm âm hai. Người ta hỏi mình là những điểm này biểu diễn các số nguyên nào? Thì mình trả lời là hai điểm này biểu diễn số nguyên âm 2 và dương 2. Câu 6. Tìm số đối của các số nguyên sau. Thì mình trình bày bài này để ngắn gọn thì mình trình bày như sau. Mình nói là các số đối của các số nguyên. Các số đối của các số nguyên âm 5 âm 10 4 trừ 4 0 trừ 100 và 2 0 2 1 các số đối của các số nguyên này lần lượt là đó lần lượt là âm 5 thì số đối của nó sẽ là số Số 5. Số âm 10 thì số đối của nó sẽ là số 10. Số 4 thì số đối của nó sẽ là số âm 4. Còn số âm 4 thì số đối của nó sẽ là số 4. Số 0 thì số đối của nó cũng là số 0 luôn. Số âm 100 thì số đối của nó sẽ là số 100. Số 2021 thì số đối của nó sẽ là âm 2021. Đó. Rồi chúng ta xong bài tập và chúng ta cũng xong luôn bài này. Thì các bạn có gì thắc mắc thì để lại comment sẽ tranh thủ thời gian để trả lời cho các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thầy An chúc các bạn học tốt.